Vâng, chúng tôi xin hướng dẫn cái quý khách cái cách lắp đặt của một chiếc xe lăn điện siêu gọn nhẹ bên chúng tôi. Sau khi quý khách bóc thùng xe ra thì xe những thiết bị đã được lắp trước là sẽ như thế này, và những phụ kiện ở trong thùng đi cùng sẽ gồm bao gồm sạc nguồn điện cho bình ắc quy và bình ắc quy và dây đỡ bắp chân và bộ giá để chân và bộ chống lật. Sau đây tôi sẽ lắp đặt từng công đoạn một để quý khách hướng dẫn quý khách để quý khách làm theo. Vâng. Điều đầu tiên là quý khách sẽ mở chiếc xe ra. Vâng. Đấy. Tôi sẽ làm theo quý khách mở ra và các quý khách đẩy nó vào giá đỡ trên, giá đỡ dưới khớp vào nhau. Tiếp theo là quý khách bắt cái tay cần điều khiển. Tay cần điều khiển của giá đỡ đấy ạ. Vâng. Khi chặt thì quý khách có thể lới ra và gọi siết chặt lại. Siết chặt cái tay cần điều khiển dài ngắn này, quý khách có thể thấy rằng là khi ngồi tay dài tay ngắn có thể thò ra thụt lại được, và vừa đến đâu thì quý khách khi siết chặt lại. Vâng, và quý khách bó gọn cái dây nguồn lại để cho nó gọn gàng. Vâng. Tiếp theo đó là quý khách lưng cái tay đẩy lên. Tay đẩy lên nó đã có chốt hai bên như này. Vâng, khi nâng lên này, quý khách khi muốn tháo ra là chỉ cần bấm vào đây, bấm hai bên này là gập nó xuống, còn bình thường là sẽ để cứng như thế này. Đấy. Tiếp theo tôi sẽ lắp cái để chân. Quý khách sẽ nhìn ở đây là bộ để chân của xe. Vâng, khi lắp để chân thì quý khách nghiêng cái để chân này sang một góc là 45 độ và lắp cái chốt trên xuống trước. Khi để xuống và quý khách chỉ việc quay vào, pin nó sẽ vào vị trí. Bên này cũng vậy ạ. Đó, chọn cho xong rồi quý khách lắp cái đai đỡ kheo cho nó đỡ mỏi. Vâng, này nó là có làm cái băng dính hai lớp mặt mút dính với nhau rất dễ dùng. Đấy. Tiếp theo đó là quý khách dẫn quý khách lắp cái hai cái càng xe chống lật. Vâng, đây là cái càng xe chống lật đấy ạ. Quý khách ở đây là có chốt cắm sẵn, quý khách thì rút cái chốt này ra. Vâng, đây quý khách nhìn cái chốt. Đây là có dài và ngắn, nếu quý khách muốn dài thì quý khách đưa vào lỗ trong, nếu muốn chống lật ngắn lại thì các đưa lỗ ngoài. Nên thông thường thì chúng tôi hay để lỗ ngoài nó gọn, sau đó quý khách chốt cái con ốc chốt này qua. Đó, bên này cũng như vậy, khách rút cái chốt này ra và cắm lại. Chốt xuống đấy, cái này khi có tác dụng là khi lên dốc thì hai cái bánh này là tì lại hai bên để được chống xe lộn ngược lại phía sau. Và ở tiện đằng phía sau này thì tôi hướng dẫn luôn cho quý khách có hai cần gạt đấy ạ. Vâng, khi quý khách gạt xuống thì nó sẽ ngắt động cơ kết nối với bánh, có thể là đẩy đi nhẹ nhàng được với dòng xe này. Khi quý khách gạt lên để quý khách sử dụng điện thì quý khách thấy rằng là sẽ bị bó cứng hai bánh, động cơ điện nó đã vào số và nó truyền lực sang bánh xe. Thì ở cái trường hợp mà gạt lên như thế này ạ thì là quý khách phải đi bằng điện thì mới sử dụng được, còn bánh lúc đang nó bị bó cứng gọi là bó điện. Tiếp theo đó là quý khách treo bình. Dòng xe này là bình 24V. Vâng. Đó. Đưa treo giá bình vào xe. Tiếp theo là quý khách kết nối giắc điện ạ. Đây giắc điện. Vâng, rất dễ dàng. Giắc âm dương. Rất rút ra rút vào rất dễ, người khách cắm vào đấy, điện đã cung cấp lên là bảng táp lô điều khiển. Vâng. Và đây còn lại là cái cục sạc nguồn. Tôi cũng hướng dẫn quý khách luôn là sạc nguồn ở đây là nguồn 24V đấy ạ. Vâng. Và bình ắc quy của chúng ta có cửa sạc trực tiếp vào bình ắc quy. Thì quý khách để an toàn thì quý khách rút cái chân sạc ra. Đây là chân sạc. Hiện đây tôi hướng dẫn luôn. Đây, chân sạc này sẽ có ba chấu, ba chân thì khách cắm vào đúng hướng của nó. Vâng, đó. Và cái đây thì quý khách cắm vào nguồn điện. Ở đây có cái đèn điều khiển báo hiệu, nếu như đèn xanh thì chứng tỏ bình ắc quy đang đầy điện, còn nếu mà đèn màu đỏ thì bình ắc quy vẫn còn đang thiếu điện, non điện, thì quý khách cứ sạc bao giờ mà thấy đèn xanh và sáng thì chứng tỏ bình ắc quy đã đầy. Đấy, sau đó quý khách rút ra và đóng nắp lại. Đây là cái bộ sạc luôn luôn đi theo với xe. Vâng. Tôi để